Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lăng. Thì ngày hôm nay em Lăng đang đứng ngay tại căn nhà 3 tầng mặt tiền đường Trần Phú, Vĩnh Nguyên nè quý anh chị, phường Vĩnh Nguyên. Và từ cái vị trí này mà anh chị muốn đi về cảng Vinpearl á, chỉ bắt tầm khoảng 2 đến 3 phút thôi. Đó, thì anh chị nào quan tâm sản phẩm này liên hệ trực tiếp số hotline em Lăng nha. Và bây giờ em Lăng sẽ quay lại camera sau để quay rõ hơn cặn kẽ xung quanh của căn nhà này có những gì nha quý anh chị nha. Đây là căn nhà 3 tầng này quý anh chị, đó căn nhà lát tu nè. Căn nhà này hiện trạng có tổng diện tích là 88,5 m², đó là mặt đường mặt tiền đường Trần Phú, vừa thuộc phường Vĩnh Nguyên nha quý anh chị. Thì cách trên đây 70m là ủy ban xã Vĩnh Nguyên, ở sát bên xã Vĩnh Nguyên đó là nhà hàng Thanh Sương cực kỳ nổi tiếng ở tại thành phố biển Nha Trang luôn. Đó, còn cái hướng đi này là anh chị đi thẳng về viện Hải Dương Học nè, cảng Vinpearl nè, cảng du lịch nè, đó Nha Trang nè quý anh chị, mất tầm khoảng từ 4 cho đến 5 phút thôi, cực kỳ gần luôn quý anh chị nha. Và đặc biệt phía sau của căn nhà của mình là trong tương lai sắp tới sẽ là một cái bờ kè cực kỳ đẹp. View có thể ngắm được cáp treo nè, ngắm được Vinpearl nè, và ngắm được trung tâm thành phố Nha Trang luôn nha quý anh chị. Và sắp tí nữa em Lăng sẽ sẽ quay cho quý anh chị xem ở phía bờ kè bên sau nó như thế nào nha. Kể cả ban ngày và ban đêm luôn. Thì hiện trạng căn nhà của nó là 3 tầng, có tổng diện tích là 88,5 m², gồm hai mặt tiền. Có chiều ngang của nó là 5m. Đó. Chiều ngang là 5m. Và diện tích sàn của căn nhà này á, là 234,2 m². Đó, như quý anh chị xem bên hẻm của căn nhà này. Đó, và căn nhà này, công năng của căn nhà này là gồm có 4 phòng ngủ, 4 toilet và một phòng khách lớn ở dưới tầng trệt và một cái bếp ở dưới tầng trệt nha quý anh chị. Là thuận tiện cho quý anh chị có thể kinh doanh nhà hàng hải sản nhỏ ở đây đều được luôn. Và anh chị có thể ở phía trên nha. Và đặc biệt phía trên hiện trạng á, là anh chị có thể nhìn ra được biển luôn. Đó. Thì phía trên này tí xíu nè, ở trên này gần bên cạnh ủy ban là có một con đường đi thẳng vào chợ, vào cái khu chợ ở bên trong. Và đặc biệt ở khu phường Vĩnh Nguyên này thì người dân địa phương thường hay gọi dưới này là khu trục đúng không chị, hoặc là khu gò đá. Thì khu dưới này là hải sản cực kỳ tươi và ngon luôn. Và đặc biệt ở dưới này có một cái quán ốc cực kỳ ngon và cực kỳ nổi tiếng ở thành phố biển Nha Trang. Thì anh chị nào mà muốn thử ẩm thực đó thì anh chị cứ việc đi xuống đây nha. Và anh chị chỉ cần lên Google là anh chị sẽ biết được cái quán ốc đó như thế nào được. Đó, thì cách căn nhà của mình là có một cái tiệm bách hóa xanh cực kỳ lớn nè. Đó, đối diện của mình đây là khu dân cư đối diện của mình. Đó, và đặc biệt phía trên này tí xíu nè quý anh chị, khoảng tầm 70m đối diện ủy ban xã Vinh Nguyên đó là bệnh viện Vinmed. Đó, là bệnh viện quốc tế đạt tiêu chuẩn quốc tế luôn. Đó, nên là anh chị ở đây cực kỳ thuận tiện, vừa ở vừa kinh doanh đều được luôn. Đó, và đây là một bất động sản cực kỳ tốt và cực kỳ hiếm ở tại vị trí đường Trần Phú này nha quý anh chị. Mà giá chỉ tầm 10,5 tỷ thôi. Giá chỉ tầm 10,5 tỷ và giá này còn thương lượng được. Và đặc biệt giá này cô chủ đã bao luôn thuế phí sang tên cho mình luôn. Và tí nữa em Lăng sẽ từ cái vị trí này nè, em Lăng sẽ đi chạy lên ngay chỗ ủy ban phường Vĩnh Nguyên cho quý anh chị xem và bọc ra cái bờ kè để quay sơ lược cái bờ kè để cho quý anh chị xem luôn nha. Và có thể đi thẳng vào bên trong chợ của khu dân cư bên này luôn. Đó, bên này ở đây gọi là khu dân cư ở dưới trục của quý anh chị. Và phía trên này có một cái trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân. Đó, ngay cái dốc Bảo Đại nè, ngay cái dốc Bảo Đại. Nên là mình ở đây cực kỳ là đầy đủ về tiện ích, là cực kỳ đầy đủ và cực kỳ thuận tiện luôn. Đó, em Lăng xin nhắc lại là nhà hiện trạng là 3 tầng nè. Đó. Và xây cực kỳ kiên cố nha quý anh chị. Rất là kiên cố, và vì cô hiện tại là cô đã có một cái nhà riêng ở khu đô thị Vĩnh Trung rồi. Và cô chỉ có một mình ở đây thôi, nên là bây giờ cô muốn bán cái căn nhà này đi để nhượng lại cho quý anh chị nào mà muốn thật sự ở hoặc là kinh doanh. Đó. Và rồi bây giờ em Lăng sẽ đưa quý anh chị từ vị trí này, anh chị đi thẳng đi ra bờ kè nha. Thì đây, từ vị cái căn nhà này bây giờ em Lăng sẽ đi thẳng xuống đường bờ kè để cho quý anh chị xem nha. Thì con đường này cũng thông xuống bờ kè được, và con đường này trong tương lai sẽ mở rộng 3m nha quý anh chị, trên sổ cũng hiển thị luôn. Thì nhưng mà bây giờ em Lăng sẽ đi cái con đường kia để đi qua, để có thể đi qua được chợ của khu vực dân cư này luôn, và đi thẳng xuống bờ kè luôn cho nó tiện và để cho anh chị dễ hình dung hơn. Đây, bây giờ em Lăng sẽ chạy ngược lại nè, chạy cùng chiều của căn nhà đó. Thì bên tay trái của mình là như anh chị đang xem cho video đây, góc trái màn hình là anh chị đang thấy bệnh viện Vinmed nè. Đó, rồi bây giờ em Lăng sẽ cua vào đây để em Lăng đi xuống dưới chợ nè. Đó, khu này là khu dân cư đông đúc luôn. Đó, anh chị nhìn xa xa là sẽ thấy được khoảng trống của biển. Đó, rồi bây giờ em Lăng đang chạy xuống nè. Đó, ngay tại vị trí này là sẽ là chợ. Đây, bên tay phải của màn hình mình, đây là sẽ là chợ của khu dân cư ở đây.
Và phía bên này là mình sẽ đi thẳng xuống bờ kè nè quý anh chị. Rồi để giờ em Lân sẽ đi bộ xuống cho quý chị xem nha. Thì đây là mình đang đi qua con đường của con đường dân sinh của người dân ở đây để đi thẳng xuống bờ kè nè. Đó, hiện trạng là đường bờ kè đang làm và đường này sẽ mở rộng rất là rộng luôn. Phía bên kia là khu vực trung tâm thành phố Nha Trang. Đây là anh chị đi thẳng về tới biển rồi. Thì ở đây là em Lân đã ngồi ở đây chơi và chơi với đây nhiều lần là cực kỳ mát. Bên tay phải nè là đây là cáp treo Vinpearl. Nhìn xa xa kia là anh chị sẽ thấy được Vinpearl đúng không? Tí nữa em Lân sẽ zoom lại camera để cho quý anh chị thấy rõ hơn và hình dung cặn kẽ hơn. Đây, đây là khu dân cư nè. Phía sau của căn nhà mình. Đường bờ kè cực kỳ rộng luôn. Đấy, Vinpearl bây giờ em Lân sẽ zoom nè. Đó, như quý anh chị nè. Ở trong màn hình thì anh chị sẽ thấy nó hơi xa, nhưng mà ở ngoài mắt thực đời thực của mình nó sẽ cực kỳ gần nha. Đó, kia là cáp treo. Thì tối mà anh chị ngồi đây nè. Ôi nhậu, em Lân ngồi dưới đây nhậu nhiều lần rồi. Và đêm ở đây là một cái góc cực kỳ chiêu. Đó. Đây nè quý anh chị. Đó, đây là biển. Đó, bên kia là trung tâm thành phố Nha Trang, khi tối mà đèn lên đèn hết á, cực kỳ đẹp nha quý anh chị nha. Đấy. Thì em Lân sẽ quay sơ lược vậy thôi để cho quý anh chị để hình dung được xung quanh căn nhà của mình và trong tương lai. Đó, vì như là anh chị xây những cái nhà cao tầng là anh chị sẽ thấy được biển nè. Đó. Phía sau nhà mình là sẽ thấy được biển ha anh chị ha. Đây bệnh viện Vimed của mình đây. Đây là bệnh viện Vimed. Đấy. Và sắp tới khu vực này sẽ được đền bù cho dân và sẽ làm đường ha quý anh chị ạ.